Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Theo báo chí, Juventus vẫn đang âm thầm theo đuổi kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Alexandre Lacazette, bất chấp đã vô hụt vào mùa hè năm ngoái. Chân sút người Pháp từ lâu đã lọt vào mắt xanh của nhà đương kim vô địch Serie A. Bản hợp đồng hiện tại giữa Lacazette và Arsenal sẽ đáo hạn khi mùa giải 2021-2022 kết thúc. Pháo thủ thành London vẫn chưa có bất cứ động thái nào nhằm gia hạn hợp đồng với cựu sao Lyon. Tờ Simon Secaro đưa ra dự đoán táo bạo khi cho rằng Lacazette sẽ rời khỏi sân Emirates và đó là thời cơ dành cho Juventus. Vai trò của Lacazette đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chân sút chủ lực Emerick Aubameyang sa sút giai đoạn đầu mùa giải 2020-2021. Ngôi sao 29 tuổi sở hữu 8 bàn thắng, 2 pha kiến tạo sau 1.324 phút thi đấu ở Premier League mùa này. Bên cạnh tài năng, mức phí chuyển nhượng vừa tầm là điểm cộng của Lacazette trong mắt ban tuyển trạch Juventus. Ở tuổi 29, anh vẫn còn khả năng cống hiến từ 3 đến 4 năm đỉnh cao cho lão phu nhân nếu cập bến đội bóng thành Turin. Trận cầu tâm điểm vòng 25 Premier League mang đến những thống kê thú vị cho khán giả. Màn thương tại Emirates đêm nay đánh dấu lần thứ 203 Arsenal đối đầu Manchester City trên mọi mặt trận. Trong 202 lần gặp trước đó, pháo thủ giành 98 chiến thắng, hòa 45 trận, còn lại là 59 thắng lợi cho The Citizens. Bất chấp tiếng nói lịch sử, hiện tại nửa xanh thành Manchester mới là đội áp đảo. Trong 7 màn đọ sức gần nhất giữa hai đội thuộc khuôn khổ Premier League, Man City toàn thắng. Nếu thêm một lần đánh bại Arsenal trong ngày mai, The Citizens sẽ san bằng thành tích của Leeds lên tức giai đoạn 1973-1976. Leeds trong 3 năm ấy từng hạ gục pháo thủ 8 lần liên tiếp, trở thành khắc tinh lớn nhất của Arsenal ở hạng đầu số 1 xứ sở sương mù. Tính xa hơn từ trận thua 1-2 tại Emirates vào tháng 12 năm 2015, Man City đã bắt lại 10 trận liên tiếp khi đụng độ Arsenal ở Premier League. 9 trận trong số này, nửa xanh thành Manchester đều phá lưới pháo thủ 2 lần trở lên. Tình hình của Arsenal và Man City tại hạng đầu số 1 nước Anh đang rất khác biệt. Qua 24 vòng đấu, thấy cho Arteta đang ngụp lặn ở vị trí thứ 10, kém đội đầu bảng đến 22 điểm. Số trận thua của Arsenal nhiều hơn The Citizens gấp 5 lần, 10 trận so với 2 trận. Trong số các ngôi sao đội khách, Raheem Sterling là cái tên thường xuyên gieo sầu lên pháo thủ. Ngòi nổ người Anh đã in dấu dày vào 6 bàn thắng, 4 bàn và 2 kiến tạo trong 5 lần gần nhất ra sân đấu với Arsenal ở Premier League. Theo báo chí Anh Quốc, Arsenal đã nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Brendan Rodgers cùng với Barcelona. Sao mà 20 tuổi đang trải qua một giải ấn tượng trong màu A3 dưới dạng cho mượn từ Sevilla. Brendan Rodgers sở hữu 3 bàn thắng, 2 pha kiến tạo sau 16 lần xỏ xẻ ra sân tại La Liga 2020-2021. Điều khoản giải phóng hợp đồng cho tài năng trẻ sinh năm 2001 vào khoảng 35 triệu euro. Giới chuyên môn so sánh Brendan Rodgers với siêu sao bóng đá người Brazil Neymar. Trong khi đó, báo chí Tây Ban Nha xem Brendan Rodgers là một trong những tương lai của nền bóng đá xứ đấu bò. Cậu ấy sở hữu lối đá linh hoạt, có thể chơi tốt nhiều vị trí khác nhau, hậu vệ cánh, tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ cánh. Thật sự ấn tượng. Tôi đã có buổi nói chuyện với Ramon Plaes, giám đốc kỹ thuật Barcelona về một thương vụ mang tên Brendan Rodgers về sân Newcastle. Tuyển trạch viên Vavabraliga chia sẻ với tờ Marca. Tờ Mundo Deportivo nhận định cả Arsenal lẫn Barcelona đều đang chạy đua với thời gian ký hợp đồng Brendan Rodgers trước khi Sevilla gia hạn và nâng điều khoản phá vỡ hợp đồng lên đến 150 triệu euro. Tình hình tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 càng thôi thúc Arsenal và Barcelona nhanh chóng chốt sớm thương vụ với mức phí chuyển nhượng thấp nhất có thể. Tôi mong muốn góp mặt trong đội hình xuất phát của các câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Thời điểm hiện tại, tôi không bàn về câu chuyện tương lai khi vẫn còn bàn hợp đồng với Sevilla đến năm 2023, Brazil chia sẻ. Tâm điểm của vòng 25 Premier League sẽ là trận đại chiến giữa Arsenal và Man City trên sân vận động Emirates. The Citizen đang có chuỗi 17 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Vì vậy, pháo thủ thành London được kỳ vọng sẽ cầm chân nửa xanh thành Manchester vào đêm nay. Nếu như đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đang cho thấy sự vượt trội trong cuộc đua đến ngôi vương, thì Arsenal đang nỗ lực bám đuổi những đội bóng top đầu. Pháo thủ hồi sinh cực kỳ mạnh mẽ trong giai đoạn lượt về, nhưng vẫn chỉ xếp ở vị trí thứ 10 với 34 điểm, kém top 4 đến 8 điểm. Phát biểu trước trận đấu, Pep cho biết: "Chúng tôi sẽ đối đầu với thử thách đáng kinh ngạc. Arsenal đang được xây dựng đặc biệt, họ di chuyển với nhiều ý đồ, sau đó xâm nhập 1/3 phần sân cuối cùng. Chất lượng và năng lượng của họ là không phải bàn cãi, đặc biệt là Smith Rowe, Saka và Aubameyang ở phía trên, kết hợp với những cầu thủ ở tuyến sau. Trong tương lai gần, Arsenal sẽ là ứng cử viên thực sự để cạnh tranh cho các danh hiệu." Pep cũng không quên nói về trợ lý cũ: "Tất cả các huấn luyện viên đều cần thời gian, và Arteta không phải ngoại lệ. Những gì tôi thấy trong 2 tháng qua, trận nào Arsenal cũng chơi hay hơn đối thủ." Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.